Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng ở những địa phương có nguy cơ cao. Huyện Thiệu Hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con, quý vị và các bạn, theo Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa, năm 2023, dự kiến Thanh Hóa có khoảng 18.000 đến 22.500 ha cây trồng có nguy cơ hạn, thiếu nước, ảnh hưởng đến năng suất. Diện tích thiếu nước tập trung chủ yếu ở đuôi kênh và các chân ruộng cao khó tưới. Trước thực trạng trên, Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng và sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các đơn vị thủy nông thực hiện nghiêm túc các phương án tưới và chống hạn từ cuối vụ xuân đến vụ mùa 2023, đồng thời phân công cụ thể cán bộ theo dõi, kiểm tra đồng ruộng, củng cố bờ vùng, bờ thửa để tránh mất nước gây thiếu nước cục bộ. Đồng hành với chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, Ngân hàng Agribank Nam Thanh Hóa luôn nỗ lực đáp ứng nguồn vốn ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn. Trọng tâm là cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Agribank Nam Thanh Hóa là cho vay các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, các trang trại chăn nuôi tập trung, trồng trọt an toàn. Đến tháng 5 năm 2023, Agribank Nam Thanh Hóa đang đầu tư cho gần 100 mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Các dự án được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Thủ tục hồ sơ đơn giản, giúp người dân có điều kiện ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Thống kê của ngành nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 200 sản phẩm nông nghiệp, trong đó có 12 sản phẩm nông nghiệp chủ lực thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Mặc dù phong phú về chủng loại, nhưng nhiều sản phẩm nông sản trên địa bàn Thanh Hóa chưa có thương hiệu, chủ yếu xuất bán ở dạng sản phẩm thô, giá trị kinh tế không cao. Nhằm đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các địa phương triển khai các cơ chế, chính sách để phát triển nhóm sản phẩm chủ lực. Các địa phương cũng đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng đến tiêu chuẩn hữu cơ để có sản phẩm đạt chất lượng, giá trị kinh tế cao, nâng khả năng cạnh tranh. Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, cả nước có hơn 1.000 cơ sở sản xuất phân bón với khoảng 7.000 loại phân bón đang lưu hành trên thị trường. Hàng năm cả nước sử dụng hơn 10 triệu tấn phân bón các loại, trong đó có khoảng từ 30 đến 50% loại phân bón giả kém chất lượng. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, các loại phân bón giả chủ yếu được làm từ cao lanh, trộn với các loại đất vo viên sau đó sấy khô, làm màu sắc giống phân thật, chất lượng không đảm bảo, một số loại có hàm lượng NPK rất thấp và không cân đối. Một số đối tượng còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nông dân trà trộn phân bón hết hạn sử dụng, thiếu thành phần để tiêu thụ. Do đó, nông dân cần nâng cao hiểu biết trong việc lựa chọn những địa chỉ cung ứng phân bón uy tín, tham gia liên kết để được cung cấp các sản phẩm phân bón đảm bảo chất lượng. Thưa bà con, quý vị và các bạn, do hiện tượng El Nino, dự báo năm 2023, nắng nóng sẽ kéo dài trên diện rộng. Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, toàn tỉnh có tới trên 48.000 ha rừng thuộc trọng điểm cháy. Toàn tỉnh có khoảng 4.800 hộ dân sinh sống ven rừng, nhiều diện tích thông thuần loài, nhiều công sở và khu nghĩa trang xây dựng gần rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng. Tại thị xã Nghi Sơn, hơn 6.000 hecta thông thuần loài đang rất khô nỏ, cành lá, thực bì dày. Để phòng chống cháy rừng, lực lượng kiểm lâm đã cử cán bộ đến từng hộ dân tuyên truyền, đề nghị cam kết về bảo vệ rừng. Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và các địa phương triển khai đốt trước thực bì có kiểm soát với hơn 150 hecta rừng, chuẩn bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn đã xây dựng phương án xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng thông, biệt là những cái ngày nắng nóng như thế này thì ban tổ chức lực lượng túc trực thường xuyên 24/24 tại các cái điểm trực chốt và đồng thời tổ chức tuần tra lưu động để đảm bảo tốt nhất cái việc phòng cháy, phòng ngừa là phải triệt để và chữa cháy là phải kịp thời. Các khu vực chọn điểm cháy rừng của Thanh Hóa gồm huyện Mường Lát, Quan Sơn, Như Thanh, Hà Trung, Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn và thành phố Thanh Hóa. Do đặc thù có nhiều hộ dân sinh sống trong các khu vực có rừng, địa hình lại phức tạp,
diện tích cây thông phân bố không đồng đều nên các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ rừng, người dân phòng chống cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm còn tham mưu cho chính quyền các địa phương xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Quản lý việc xử lý thực bì trong canh tác trên đất dốc, thường xuyên tuần tra, cập nhật bản tin dự báo cháy rừng. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện là chỉ đạo các xã tổ chức trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy, đồng thời là các xã cũng đã chỉ đạo đến thôn tổ chức lực lượng cắm chốt tại các cái điểm có nguy cơ cháy cao. Đồng thời là buổi sáng và buổi chiều đều có phát cái bản tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy để người dân nâng cao cảnh giác. Nắng nóng trong những ngày gần đây đang đặt nhiều diện tích rừng trong tình trạng cảnh báo cháy ở cấp 3, cấp 4, cấp hết sức nguy hiểm. Các địa phương đã duy trì lực lượng thường trực bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong ngày, bố trí các chòi canh, chốt gác tại các khu vực xung yếu có nguy cơ cháy rừng cao để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện sớm các điểm cháy, kịp thời tổ chức ứng cứu giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng. Thưa bà con, quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài liên tục. Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng bền vững. Huyện cũng chỉ đạo xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa xác định việc nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân là yếu tố quan trọng nhất. Từ năm 2021 đến nay, xã đã đầu tư mở rộng và cứng hóa được trên 9,8 km đường trục thôn, xóm với tổng kinh phí trên 8,6 tỷ đồng. Nâng cấp các công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất, xây dựng các mô hình trồng trọt chăn nuôi theo hướng an toàn. Toàn xã hiện đã có 98 ha sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, 3 vùng sản xuất rau an toàn, 2 ha nhà màng, nhà lưới, đem lại giá trị kinh tế cao. Nhiều công trình văn hóa, sân chơi, công viên cây xanh đã được hoàn thiện. Hiện xã đã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Với các xã và trong đó có Thiệu Chính thì góp phần chung vào cái xây dựng nông thôn mới của toàn huyện. Sau khi mà hoàn thành thì người dân được thụ hưởng đường xá là xanh, sạch, đẹp này, thoáng mát này. Thì nói chung là các cái tiêu chí về nước này, vệ sinh môi trường này. Thì một số cái tiêu chí thì sau khi đã hoàn thành người dân thấy rất là phấn khởi. Từ năm 2020 đến nay, huyện Thiệu Hóa đã có một xã nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 28 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 40 vườn mẫu. Năm 2023, huyện đặt mục tiêu xây dựng 6 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu có 30 thôn kiểu mẫu, 5 vườn mẫu trở lên được công nhận. Để đạt được mục tiêu đó, huyện Thiệu Hóa sẽ triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chính sách về việc làm, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản không còn hộ nghèo. Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo huyện làm tốt các cái phong trào, các cuộc vận động mà trong thời gian qua đã và đang làm tốt, ví dụ như vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường, phong trào phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, cái việc xã hội hóa để huy động các nguồn lực, hoàn thiện các cái thiết chế văn hóa để góp phần nâng cao phục vụ các cái tiêu chí chất lượng ở nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước đệm để Thiệu Hóa phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2030. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Thiệu Hóa cũng gặp một số khó khăn như sản xuất nông nghiệp còn manh mún nhỏ lẻ, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa chủ lực, liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gặp nhiều khó khăn, cần có nguồn vốn lớn để hoàn thành các tiêu chí. Do đó, huyện xác định sẽ tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân, lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để nâng cao thu nhập, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đối với các xã chưa đạt nông thôn mới nâng cao và hướng đến kiểu mẫu, huyện sẽ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương này nhanh chóng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Bản tin nông nghiệp nông thôn của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.